Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang cho biết, cơn mưa lớn đầu mùa kèm theo gió giật mạnh xảy ra trên địa bàn đã làm tốc mái hàng chục căn nhà, ngã đổ hàng trăm cây ăn trái. Theo thống kê chưa đầy đủ, cơn mưa lớn kèm theo gió mạnh đã làm tốc mái 67 căn nhà, trong đó có 8 căn ở huyện Cai Lậy và 59 căn ở thị xã Cai Lậy, làm ngã đổ 128 cây ăn trái, gồm mít và sầu riêng, trong đó có khoảng 9 tấn trái sầu riêng gần đến ngày thu hoạch trên địa bàn huyện Cai Lậy và thị xã Cai Lậy bị rụng. Ngoài ra, thì mưa lớn gió mạnh còn khiến cho 2 người bị thương, làm ngã đổ nhiều cây xanh, ước thiệt hại khoảng 2,6 tỷ đồng. Ngay sau thiên tai, lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng để sớm ổn định cuộc sống, đồng thời thống kê thiệt hại để hỗ trợ theo quy định.